Chào tất cả mọi người ha. Và con đầu tiên cũng đã hôm nay đi vào tìm hiểu là sẽ là cái con ARVL. Thì con này cũng đã mua khoảng 17 đồng 8 được. Nói chung là thời điểm này là 17 đồng 8. Rồi chúng ta sẽ mua những lệnh nhỏ. Chúng ta sẽ áp dụng cái bài học ngày hôm qua. Và mọi người nhớ set up cái con này và gửi cho tôi cái lead charge. Hôm nay tôi không làm lead charge nữa, nhưng mà hôm nay mọi người sẽ là người làm lead charge cho tôi. Thì trong quá trình mà mọi người làm lead charge như vậy á, thì mọi người sẽ gain cái kiến thức của mình rất là tuyệt vời. Thì cap của nó là bao nhiêu? 11.76 và cao nhất là 24.98, rồi thấp nhất là 12.59. Khi mà mọi người làm lead charge thì kiến thức của mọi người sẽ, khi mà làm vài bữa đi rồi mình sẽ có kết quả. Một công ty này đã thành lập được 6 năm và 1.5T. Thì những cái commercial mà nó cũng dính tới xe điện luôn. Và nhưng mà đặc biệt đây là xe van với xe bus thôi. Nó không có những loại xe nhỏ. Khi mà mọi người nhìn lên thấy cái thì chúng ta mua làm sao? Mua cổng xanh bán cổng tím. Và cổng signal thì nó đang có vẻ có chiều hướng đi ngang và cắm đầu đi xuống tí xíu. Thì những con như thế này mọi người mua là phải ra lại ạ. Còn cái phần earning của nó chưa có report. Thì bên sao? Bên một kinh tế giải quyết nó sao? Còn cái chuyện mà những cái share của nó thì mọi người tìm hiểu, thì một cái share của nó thì cũng không có quá mắc cho lắm so với một công ty gì. Một công ty B cộng. Thường thường B cộng á, những cái share của nó khoảng 30-40. Và xe công ty này rất là dễ mua, chỉ có khoảng 16-17 đồng thôi. Cái thời lượng mà mọi người mua được ở khoảng 16 đồng, khi mà 16 đồng 2, 16 đồng rưỡi, đó là tuyệt vời nhất. Khi mà mọi người tìm được ở cái thời điểm như thế nào, nó bắt đầu lên trong vòng một năm nay. Là thời thịnh của sao? Của xe điện. Thì chúng ta sẽ qua con tiếp theo. Ok, con thứ hai là con YY ở ngoài nước Mỹ. Tên thì là cái tên của nó thì nghe rất là Mỹ. Nó kêu là Joy INC American. Đó. Nhưng mà thực sự nó không có nằm ở nước Mỹ nha. Thì mọi người trong quá trình mà mua bán này là cẩn thận chút xíu. Nó là nó chuyên về cái gì? Những cái service, mà những cái music, entertainment, game online, những cái game show, education, dating, live stream này nọ đó. Và những cái platform online như thế này thì nó cũng đã từng ăn lên làm ra thôi, chứ bây giờ hết rồi. Tại sao chúng ta biết được cái điều đó? Chúng ta mua khoảng 60-62 đồng thôi. Và vô lẽ ra là mua ít share thôi. Thì nó đã từng lên 148 đồng và thấp nhất là 65 đồng 36. Thì tại sao mà kêu 65 đồng 36 đồng 66 đồng dính không cái chuyện? Nếu nó dính thì nó chuyển share cho mình, còn không thì thôi. Chứ đừng có ham hố mà nhảy vô những cái con mà nó không phải thuộc về nước Mỹ này. Thì đây là một trong những cái cap tỷ đô, nhưng mà chỉ là cap bi thôi. Thì mọi người thấy cái share của nó giá trị nó 65 đồng một share. Còn cái con trước là sao? Cap bi cộng nhưng mà chỉ có mười mấy đồng một share thôi. Thì đây là cái hệ thống vô cùng phức tạp. Thì khi một ngày đẹp trời này chúng ta đi học cao lên chút xíu tới cái margin code thì chúng ta sẽ biết được tại sao nó lại như vậy.
và cao nhất của nó anh thôi. Mọi người làm list chart cho tôi nha, ba con ngày hôm nay. Đây là homework của tất cả. Thì khi mà cao nhất nó là làm sao, nó lên 100, gần 150 luôn, thì cái rotation nó như thế nào? Quá ư là tuyệt vời, rotation cộng cộng. That's why đây là những cái cơ hội để chúng ta mua, nhưng mà vì nó mắc quá thì như thế nào, mắc quá chúng ta mua ít thôi, vài xe để đó có cho vui thôi. Cái công ty Joy này á, gọi là tôi, nó cũng làm mưa làm gió một thời gian. Thì những người mà chuyên về stock thì người ta kêu dòi dòi, dòi dòi là nó đó. Thì tại nó double Y mà. Thì đây là một công ty như thế nào, mọi người bấm vào cái thời lượng một khoảng một năm của nó đi. Thì mọi người thấy nó lên xuống rất là đều đặn. Yeah. Nó xuống rồi nó lên, nó xuống rồi nó lên, nhưng mà nó rất là đều. Yeah. Nhưng mà cái thời gian qua trong vòng một tuần á, thì sao? Cạnh tranh, thứ nhất là bị cạnh tranh, thứ hai á, là do dịch bệnh. Thì cái thời điểm dịch bệnh cả thế giới không ai thể nào mà né được cái chuyện này, cái này gọi là thiên tai. Dạ, yeah. Thiên tai là nó, cái này gọi là, đáng lẽ không phải là thì cái chữ thiên tai nó chưa có đúng, đây là nhân tai nó mới đúng. Cái tai họa của con người gây ra thôi, chứ không phải là do trời đất gây ra, do thiên nhiên gây ra. Khi mà chúng ta thấy được cái sự lên xuống như thế này, đều đặn như thế này là có như sao? Những con này sinh lợi rất khỏe. Tuy nó xuống nhiều nhưng mà nói chung là nó cũng mang lại như sao? Cái nguồn lợi nhuận cho chúng ta nếu mà chúng ta biết xài. That's why những con này là những con stock của, yeah, của trader. Và tôi bỏ thử một con cho mọi người, và tôi có cách cách mà mọi người mua, mọi người hoán chuyển và mọi người làm cái list chart cho tôi nha. Hôm nay ai rảnh làm cái list chart cho tôi như thế nào? Hôm nay tôi không làm list chart nữa, tôi để giá thôi. Còn cộng signal, mua cộng tím, bán cộng xanh. Và chúng ta thấy cái cộng mà màu xanh đậm, cái cộng màu đỏ nó nằm ở trừ 5 á. Yeah. Nó cũng đi ngang chàng. Ok, qua con tiếp theo. Ok, con tiếp theo của chúng ta là INDI. Thì chúng ta mua khoảng bao nhiêu tiền? Mọi người thấy rồi, chúng ta mua khoảng sao? 8.2 nha. Thì chúng ta set up lệnh ngược về. Cao nhất của nó là 11.9 và 8.4. Thì chúng ta cứ cố gắng từ 8.2, nói chung là chúng ta 8.5, chúng ta rải lệnh xuống và mua dựa vào kỹ thuật mua nhỏ và một kỹ thuật mua chẳng lẻ. Thì công ty này là một công ty của Mỹ theo hệ thống report như sau. Số liệu gì? Số liệu đầu tiên là CEO, chứ không phải là cái group và full công ty. Thì khi mà report nó có 3 loại report, tôi nhắc lại cho mọi người nha. Report theo sao? Nhóm giám đốc, nhóm quản lý và nhóm full công ty. Thì công ty này nó sản xuất gì? Công ty này chuyên về software và ở bên Cali. Thì cái nó thuộc về hạng mà investment. Ai có thể mà mua gọi investing service cũng được, không sao cả. Thì cao nhất là nó gần 12 và thấp nhất nó chỉ có 8 thôi. Nói chung là độ rotation rất là nhỏ. Nhưng mà cái cap của nó là cap sao? M trừ. Rất hiếm khi mà tôi cho mọi người những cái cap mà M trừ. Nhưng mà vẫn có chứ không phải không. Không thấy gì là không được cả. Thì cái con này nó như thế nào? Nó không phải là value map. Nó cũng không phải double mountain và single mountain gì cả. Nó không có rõ ràng về núi. Nhưng mà khi mà chúng ta chuyển nó qua bên một năm thì nó là single mountain, cái núi nhỏ ở giữa. Thì khi mà mọi người thấy được những cái công thức như thế này thì mọi người có thể xài được. Nhưng mà 3 tháng thì mọi người không thấy đâu. Nhưng mà làm gì, chúng ta đi tính cái F1 và chúng ta điều chỉnh nhích lên nhích xuống để cho nó có cái sự an toàn thôi.
Và BSR của nó cũng là một cái lợi thế rất là lớn. Yep. Công ty này thì đặc biệt nó không có cái chỉ số mà earning reporting, thì chúng ta không thể nào tính toán được. Và cái lợi thế của mọi người là mọi người có được cái biểu đồ trong tay, là cái bản đồ tôi đang show mọi người trên mạng á. Thì sao? Cái này là mua mua tím bán xanh. Giúp. Và cái sợi signal mà nó nằm chồng lên cọng màu đỏ đó, thì đây là cái gọi là nó đang lên. Thì thời điểm mà mua tốt nhất là những con này chúng ta, với lại nó cũng rẻ mà, với lại mọi người gom ít xe nha. Nhắc lại tất cả học viên, dù quý vị ở level nào thì quý vị phải gom tiền lại trong cái thời điểm này. Và chưa, tại sao tôi kêu đây là thời điểm gom tiền, thì mọi người cứ gom đi, rồi khi nào cần xài đến thì cứ xài, đừng có nhiều quá. Và một con nữa mà con phụ thôi, thì tôi nói với mọi người là hôm nay là cái con ngày xưa mà tôi đã làm ví dụ ở trong cái nó là sao, nó là single mountain, núi mà núi bên trái nha. Thì con này là CCIV, nếu mọi người có hứng thú thì mọi người mua con nó được. Ok. Vì con nó là một công ty của Mỹ, nó cũng rất là dễ mua. Và tính toán của nó đã lên tới 64 mới xuống tới 9, và nó là cap tỷ đô. Ok, và mọi người nhớ làm lead chart cho tôi ngày hôm nay nha. Và cố gắng bán gom tiền gọn gọn lại chút xíu. Và đừng đụng tới crypto nha. So thank you and have a good day.